Thế Điên chào mọi người yêu quý trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tế Điên lại lên livestream kể cái câu chuyện trải lòng của mình trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Trước khi vào kể câu chuyện trải lòng của mình, cho Tế Điên gửi lời chúc khán giả một năm mới tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Chúc khán giả một năm mới thành công, phát tài phát lộc. Có một khán giả là Thuận Nguyễn có hỏi Tế Điên rằng hồi xưa lúc làm luật lính mới, tối nằm ngủ gác tay lên trán, có suy nghĩ hối hận gì về việc mình làm không anh? Thì cho anh Tế Điên được trả lời như thế này, và cũng cả câu chuyện trải lòng của mình luôn. Những ngày tháng ở trong nhà tù thì thật sự rằng là Tế Điên cũng không bao giờ, chưa bao giờ nghĩ là mình làm luật thì mình sẽ bị thế nọ thế kia, hoặc là mình suy nghĩ ân hận những cái gì mình làm. Thì thật sự lúc đó Tế Điên không có cảm giác về sự nghĩ ngợi đó. Vì những năm tháng tù tội ở những môi trường đó, nó đã ám ảnh Tế Điên và nó cho Tế Điên những cái vết thương lòng đó. Ví dụ như là những ngày tháng Tế Điên ở Đăng Hà bị sống trong sự khổ hạnh, khổ ải, sự tra đạp, bị đánh đập, bị chèn ép, bị làm nhục, lên trong sự suy nghĩ của Tế Điên rất sợ. Nó ám ảnh Tế Điên theo năm tháng. Bởi vậy khi mà Tế Điên được một cái chân điều kiện gì đó trong nhà tù, Tế Điên phải giữ nó. Vì làm sao? Vì mình rất sợ phải rơi vào những cái ngày tháng đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong nhà tù, đó là sự sinh tồn. Đó là sự sinh tồn đó. Và chỉ có hai con đường lựa chọn: một là mâm trên ăn trên ngồi chốc, hai nhân dân tệ. Thế thì những ngày tháng nhân dân tệ của Tế Điên ở buồng Đăng Hà, Tế Điên nó bị ám ảnh và sợ, nên Tế Điên rất sợ, rất sợ mình lại bị rơi vào vấn đề đó. Thứ ba là nhà tù. Khi mà mình được đặt vào cái chân đó, ai cũng vậy thôi mọi người, rất sợ mất. Mất thì mình lại phải vào cái cương vị của một người nhân dân tệ đó, nên là cứ gắng gượng để giữ nó. Trong nhà tù mình không có sự nghĩ ngợi, nói thật là không có sự nghĩ ngợi. Và nó là một từ, nó bắt mình phải làm vậy. Nó bắt mình nhé mọi người, bắt mình phải làm vậy. Vì mình không làm vậy thì mình sẽ lại là một người nhân dân để cho chúng nó chấn cướp của mình, nó chà đạp lên mình. Thì hỏi rằng đó là một con người vào lúc sinh tồn ai cũng vậy thôi, cũng không khác gì Tế Điên cả đó. Mà Tế Điên xuống nhà xe được các buồng trưởng, những người anh em giúp đỡ mình. Bây giờ mình mà làm không tốt cái công việc của mình thì tất nhiên là họ sẽ hủy. Họ hủy cái chân đó, họ sẽ tho cho mọi người vào làm chứ. Anh em thì anh em chứ. Anh em mà dựng lên làm bù nhìn mà làm luật người ta không làm được, họ sẽ hủy mình, tống mình sang nhân dân ngay. Vì mình không làm được việc. Nên bởi vậy mình phải làm, không có sự lựa chọn đó. Và rất nhiều cái yếu tố, khi mình đã làm thì mình phải làm lép, làm để buồng trưởng phải hiểu rằng là thằng này làm được, thằng này phải để cho nó cái cương vị này, có khi phải cho là hơn như vậy nữa thì nó sẽ tỏa được hết cái độ lét ở cho con người mình đó. Họ khoai quật quật từng người anh em một ngày, người nào làm được cái vấn đề gì nhạy bén
ông có thể thương thạo thì sẽ cho ông vào bên tư vấn, cố vấn. Rồi ông ở bên đánh người có kỹ thuật số, họ sẽ cho mình làm một cái công vị đó. Tại sao? Hoặc làm luật như anh em lính mới, hoặc trông coi anh em biên giới tệ để xử lý anh em biên giới tệ khi mà sai phạm trong nội quy cho Bùi Cam. Đó mời. Chứ còn thì thật sự không có sự suy nghĩ nào hơn là mình phải làm, phải chấp nhận, phải làm. Vì mình làm thì mình có chỗ đứng trong nhà tù. Đó. Vì cả những năm tháng, những ngày tháng mà Tế Điên đấy khổ ở Bùi Đăng Hà rồi, nó ám ảnh mình. Nên bởi vậy khi mà mình có một chút điều kiện thì mình không bao giờ để mất nó, hoặc có một chút cơ hội mình cũng không bao giờ để tuột tay nó, mà mình còn phải phấn đấu hơn nữa. Nhưng là với Tế Điên thì mỗi người có một cách làm. Nhưng khi mình có được những quyền sử dụng, tay nào làm luật anh em, làm luật mà nhà tù thì Tế Điên đã chia sẻ rồi, luật bất thành văn trong nhà tù những thập niên 90, 89, 90, không thể không làm luật. Không làm luật nhà tù sẽ loạn. Mình làm luật, nhưng Tế Điên làm luật, nhưng Tế Điên làm luật xong thì thôi. Khi anh em nhân dân bị đóng góc, làm luật xong đóng góc, lắp cho có biển nhân dân tệ, thì Tế Điên cũng không bao giờ hành hạ người ta. Đó. Không bao giờ hành hạ người ta. Trừ khi họ sai, sai đâu mình sửa đó. Chứ mình không la mang ra người ta, mình hành hạ bắt người ta làm con gà, con chó, hay là làm cái gì đó để phục vụ bản thân mình, hay là mang họ ra để làm trò, bắt người ta múa, người ta hát, hay là người ta chăn kiến chẳng hạn, hay là người ta làm một cái gì đó để tiêu khiển, là mua vui cho mình, cho trách nhiệm. Bùi trưởng thì không làm chuyện đó. Còn luật phải làm, mình không làm có người khác làm, còn làm đẹp hơn mình, làm hơn mình. Đó mọi nhé. Vì nhà tù, những tập liên đó không thể thiếu được, trong buồng giam không thể thiếu được. Mà nhà tù biết rồi, lấn lá. Hôm nay mình không luật, hoặc là mình vào phát mình giúp người ta luôn, nó thật sự giúp cũng được luôn, vì trong quyền hạn của mình đó. Mình đã không luật người ta, anh em biết nhà xã hội, mình không luật người ta, đó là cái hạnh phúc và vinh dự người ta rồi đó. Nhưng phải cho đóng góc, đóng góc để họ lếm trải những ngày tháng nhân dân, họ hiểu được nhà tù nó khổ như thế nào. Khi mình đưa lên thì họ mới trân quý cái cuộc sống của họ. Chứ nếu mà họ sướng luôn, họ sẽ nghĩ là à tao phải được như vậy là chết dở. Nhà tù mà lấn nhanh lắm, hay là nó sợ mình, nó phải cho mình ở cùng đây, nó có nghĩ đơn thuần như là mọi người đâu. Nó như là đơn thuần như mọi người mà chưa tù tội, người nghĩ là ở anh em xã hội biết nhau một chút vào, tại sao không lương đỡ, nó không đơn giản đâu. Nhà tù mà lấn lướt đó, mọi người phải hiểu một cái cách nghĩ trái như vậy. Vì những cái thằng lưu manh, những thằng đã vào tù, kể cả những thằng giang hồ hay là bất cứ cái gì đã vào tù, đều học những cái tính xấu mà. Cái xấu xa, cái tốt không học, phải học cái xấu. Vì sao? Vì đã xấu thì mới vào nhà tù chứ. Còn đã tốt đẹp thì làm sao họ phải vào tù. Đúng mọi người. Còn con người, ok, mình không sống với nhau kiểu súc vật được. Nhưng còn cái chuyện luật buồng không làm không được. Nói thật, không làm không được của những tập liên đó. Nó có như tù bây giờ, tù như bây giờ mình vào chấp hành loại ok, có tí tiền nữa này còn xíu luôn. Nhưng tù ngày xưa tù bằng máu mà nghe, tù máu. Tù ngày xưa thì không có từ tình nghĩa, làm gì có từ anh em tình nghĩa. Vào xe vé hết, vào là luật. Biết à, có quả biết còn đánh chưa biết đơn. Mọi người chưa hiểu được thì nên chia sẻ như vậy, là thật sự mọi người phải hiểu một chút. Vì trong nhà tù mà không có sự lựa chọn đó, mà không có thời gian để nghĩ, vì cơ hội nó đến với mình rồi thì mình phải nắm lấy. Không có cơ hội nghĩ, không có cơ hội là à mình làm như này, mình sống
mình làm luật người ta, mình sẽ thế nọ quả báo hay là cái gì đó nó nghiệp quật vào bản thân mình hay là cái gì đó, không nghĩ được như vậy đâu mọi người. Không có thời gian để nghĩ. Bây giờ mọi người biết rồi, đang ngồi nhân dân khổ hạnh như vậy, đang bị chúng nó suốt ngày lôi xuống đánh, sai đâu nó lại thông tai, nó lại cho quả chân giò lên với cửng và sườn với vào mang tông, đang hoảng loạn trong những cái trận đòn như vậy. Cái tự nhiên ăn thì không có ăn, nước uống thì thiếu, chỗ nằm thì nằm úp thìa, xong lại dàn sát vào nhau. Đó. Bây giờ tự nhiên đùng một phát người ta cho mình làm, ai cũng thế thôi, đặt cơ vị ai cũng thế thôi, người ai cũng như tế điên thôi. Đó. Ai cũng như tế điên thôi mà. Có khi người ta làm ác hơn, làm khét hơn. Đó. Nhưng mình chỉ có là với con người tế điên thì lúc ở đỉnh cao trong nhà tù, hay là lúc mình đã được kiểm soát mười mấy buồng giam. Đó. Có thể nói từ điều binh khiển tướng, nhưng anh em ở trong ca mấy chục phạm nhân, 15 buồng quyển sinh quyển sát ở Tây Liên ấy, nhưng Tây Liên cũng chưa bao giờ hành hạ anh em. Luật buồng vào ca là phải ăn đòn, đánh cho mày biết, dạy cho mày biết nội quy quy chế của nhà tù, để cho mày biết giành mặt mày luôn, để cho mày biết luôn, để trong đầu mày đỡ nghĩ, đừng có cái video tạo phản bật buồng hay thái độ gì đó. Bởi vì cho người ta lụt chí khí, nhưng khi xong lật ná xong rồi đóng góc thì Tế Điên không bao giờ để ý. Chiếu tướng hay là thỉnh thoảng đi đọt lôi ra, không bao giờ có cái con người Tế Điên. Đó là sự thật sự trong lòng. Đó. Còn thì sau những cái ngày tháng đó mọi người, sau những ngày tháng đó thì thật sự lúc đó, tức là về cái tăng 215 này và dừng cuộc chơi, khi Tế Điên hoàn thiện và sống thành một con người lương thiện, thì lúc đó thật sự những đêm nằm Tế Điên với vắt tay lên trán và nghĩ lại những ngày tháng mà Tế Điên đã làm luật buồn xử lý những người anh em phạm nhân cùng cảnh ngộ như mình, lúc đấy Tế Điên mới nghĩ thật một người, nghĩ là mình làm điều đó thật sự bản thân mình trách những năm tháng, mình trách những năm tháng mình rơi vào trong lao lý, mình học và con người mình học toàn những cái đều giả, và mình tự tay mình, đôi bàn chân mình đã lầm luật không biết bao nhiêu anh em. Đó. Bản thân mình lúc đó thế chạy lòng và cảm thấy có một cái gì đó ân hận. Và bản thân Tế Điên chỉ có lắm đêm nằm thì chỉ có gọi là một lúc nào mà chạy lòng buồn nhé, chạy lòng buồn thì Tế Điên có chỉ có như mình nói trong tâm mình thôi, tự mình biết trong tâm mình là cũng mong rằng những người anh em mà trước đây Tế Điên đã luật lá thông cảm cho Tế Điên, vì nó là thời cuộc cuộc chơi mà lên là hãy thông cảm những gì đó cho Tế Điên, cũng là một lời sám hối từ bản thân mình. Đó là bản thân mình nghĩ đó mọi người ạ. Chứ còn cái lúc mà trong nhà tù thì thật sự Tế Điên không nghĩ là mình làm như vậy, mình ác như vậy thì mình sau này mình về học cái nào thế loại kia, không bao giờ nghĩ được, không bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu những cái lúc mà đang trong nhà tù và những thập liên tàn khốc như vậy, chưa không xảy, mà chỉ mong rằng mình thoát cái khổ và mình được làm một cái cước sắc gì đó, mình sẽ tỏa sáng để cho buông trưởng, cho những người anh em trách nhiệm, cho những người anh em nhân dân hiểu về mình và biết mình, và họ sẽ tin dùng mình, và những người nhân dân phải sợ mình thì mình tụy uy và những năm tháng mình đang cải tạo. Chứ còn thì không nghĩ về
mình làm mình sẽ bị thế nọ kia đâu, mà và chỉ có bây giờ những ngày tháng này thì Tế Điên mới dằn vặt lòng và hối hận, cũng như là lời sám hối ở trong bản thân mình. Đó là một lời tận sâu đáy lòng Tế Điên. Chứ còn thì, những cái ngày tháng trước thì không nghĩ ngợi gì được nữa. Đó thì Tế Điên hôm nay cũng trả lời cái comment của em Thuận Nguyễn ở trên kênh YouTube. Comment Tế Điên thì Tế Điên cũng trả lời, và Tế Điên cũng đọc lại một chút mà trả lời em là ok em. Ngày xưa thì em hỏi là đó là hồi xưa lúc làm luật lính mới, tối làm ngủ gác tay lên trán có suy nghĩ hối hận về việc mình làm không anh đó mày nhé. Thì Tế Điên có trả lời này: ok em, ngày xưa lúc làm luật như tháng ngày trong trại, thật lòng chưa bao giờ anh nghĩ nó sẽ thế nào em à, mà trong đầu chỉ nghĩ cách sinh tồn và mình phải làm cho lét thì bộ trưởng với tin dùng anh và anh em trách nhiệm lễ trọng em à, vì không làm mình sẽ bị mất chân cải tạo. Tức là họ, mình không làm được mà dựng mình lên chỉ là bù nhìn thôi, thì họ sẽ thay mình và mình sẽ mất cơ hội đó. Và mà anh lại bị ám ảnh vì không làm mình sẽ bị mất chân cải tạo, mà anh lại bị ám ảnh bởi những tháng ngày ở với Đăng Hà lên càng không dám bị khổ. Những 5 tháng sau này khi mình hướng thiện và không lao vào lao lý nữa, thì anh mới nghĩ và cảm thấy mình những 5 tháng đó là những ngày đen tối và là sự ám ảnh và nỗi ân hận trong lòng em à. Chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe và tràn ngập yêu thương cho cuộc sống. Tế Điên trả lời em ở trên kênh YouTube, và Tế Điên cũng làm một cái clip này luôn để gửi mọi người hiểu là đó, cái tâm lý của những người như Tế Điên ở trong những 5 tháng nhà tù khốc liệt khói lửa tháng 90 thì họ không có sự lựa chọn. Tế Điên chúc khán giả một năm mới tràn ngập yêu thương, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tế Điên chào mọi người yêu quý.